Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube VNews. Thưa quý vị, vừa qua, các hạ nghị sĩ dân chủ đã trình bản luận tội cựu tổng thống Trump lên thượng viện, cáo buộc ông phản bội nghiêm trọng, nhưng nhóm luật sư của Trump tuyên bố phiên tòa luận tội là vi hiến và đã có cảnh báo sẽ kêu gọi FBI ra làm chứng nếu đảng dân chủ gọi nhân chứng trong phiên tòa luận tội cựu tổng thống Trump. Động thái của hai đảng ra sao? Mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi chi tiết ngay sau đây. Đảng Dân Chủ cáo buộc Trump phản bội nghiêm trọng Đảng Dân Chủ lên án việc Trump kích động bạo loạn là một hành động phản bội mang tầm vóc lịch sử khi công bố bản lập luận, luận tội ông. Trong một sự phản bội nghiêm trọng lời tuyên thệ nhậm chức, Tổng thống Trump đã kích động một đám đông bạo lực tấn công đồi Capitol, Mỹ trong phiên họp chung, cản trở việc Quốc hội xác nhận ông Joseph Biden Jr. là người chiến thắng cuộc bầu cử Tổng thống. Các nghị sĩ dân chủ tại Hạ viện, đứng đầu là Jamie Ruskin, viết trong bản tóm tắt pháp lý gửi lên Thượng viện vào hôm nay, liên kết chặt chẽ những nỗ lực lật kèo bầu cử của Tổng thống Donald Trump với cuộc bạo loạn chết người tại Tòa nhà Quốc hội hôm 6 tháng 1. Họ lập luận, việc không truy tố ông ấy sẽ khuyến khích các lãnh đạo tương lai nỗ lực giành quyền lực bằng mọi giá và cho rằng không có danh giới nào mà một Tổng thống không thể vượt qua các nghị sĩ dân chủ đóng vai trò như công tố viên trong phiên tòa luận tội trump tại thượng viện sắp tới cáo buộc cựu tổng thống chịu trách nhiệm không thể nhầm lẫn cho hành động đe dọa trực tiếp nền tảng của nền dân chủ mỹ và lập luận ông phải bị kết tội kích động bạo loạn hành vi của ông ấy gây nguy hiểm tính mạng từng thành viên quốc hội gây nguy hiểm cho quá trình chuyển giao quyền lực và kế nhiệm một cách hòa bình làm tổn hại đến an ninh quốc gia của chúng ta các nghị sĩ dân chủ biết đây chính xác là loại vi phạm hiến pháp khiến ông ấy không còn đủ tư cách tham gia các văn phòng liên bang. Bản tóm tắt pháp lý dài 77 trang là những lập luận mà các hạ nghị sĩ sẽ trình bày tại phiên tòa luận tội Trump ở Thượng viện vào ngày 9 tháng 2 tới. Tài liệu không chỉ rõ ràng quy lỗi cho Trump trong cuộc bạo loạn mà còn nhằm bác bỏ những tuyên bố rằng Trump được bảo vệ bởi tu trình án thứ nhất. Phiên tòa luận tội là vi hiến hoặc thậm chí không cần thiết bởi Trump đã rời nhập sở. Tài liệu cũng nêu hành vi của Trump nghiêm trọng đến mức yêu cầu bị truất quyền vĩnh viễn khỏi chức vụ. Hiến pháp Mỹ quy định rõ ràng việc không đủ tư cách đảm nhiệm chức vụ có thể là một hình phạt đối với việc bị kết tội. Các luật sư của Trump dự kiến nộp lập luận của chính họ trong hôm nay. Luật sư Davis Cohen nói, ông sẽ lập luận rằng phiên tòa là vi hiến, nỗ lực cấm Trump ra tranh cử là phi dân chủ và lời nói của cựu tổng thống được tu trình án thứ nhất bảo vệ. Về Dân Chủ trình bản luận tội, các luật sư của Trump nói gì? Bản lập luận mà nhóm luật sư của Trump đưa ra sau đó chỉ dài 14 trang, tránh nhấn mạnh vào cuộc tấn công bạo lực ngày 6 tháng 1. Davis Cohen và Brooks Castor, hai luật sư của Trump, phủ nhận thân chủ kích động bạo loạn bằng cách gây tranh cãi về kết quả bầu cử hay hô hào những người đi theo ông chiến đấu như đang ở địa ngục. Họ lập luận Trump được tu trình án thứ nhất cho phép thách thức kết quả bầu cử trước Joe Biden và trong bất kỳ trường hợp nào, bản thân phiên tòa là vi hiến bởi Trump đã mãn nhiệm. Các luật sư của Trump phản bác vai trò của Trump trong cuộc bạo loạn mà bản lập luận của Đảng Dân Chủ đưa ra. Họ phủ nhận ông gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia. Khi Trump nói với những người tham gia meeting rằng hãy chiến đấu như đang ở địa ngục, các luật sư lập luận ông đang nói về an ninh bầu cử nói chung. Họ lập luận Trump không cố can thiệp vào cuộc kiểm phiếu đại cử tri, chỉ khuyến khích các nghị sĩ tham gia vào quy trình thách thức kết quả bình thường theo quy định từ trước trong quốc hội như việc họ vẫn làm nhiều năm nay. Hành động mà Hạ viện đã làm rõ ràng thể hiện quan điểm rằng Tổng thống thứ 45 không được hưởng sự bảo vệ quyền tự do, căn cứ để thành lập nước Mỹ, nơi mà tự do ngôn luận và tự do ngôn luận chính trị là xương sống của tất cả các quyền tự do của nước Mỹ. Các luật sư viết. Các nghị sĩ Cộng hòa dự báo rằng Trump có khả năng sẽ trắng án, với nhiều người cho rằng quốc hội nên đặt câu hỏi về tính hợp hiến của phiên tòa luận tội Trump khi ông đã rời nhiệm sở. Trong một cuộc bỏ phiếu ở Thượng viện tuần trước, 45 nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu ủng hộ nỗ lực hủy phiên tòa. Một số nguồn tin nói rằng Trump đã chia tay đội luật sư ban đầu vì ông cương quyết muốn thúc đẩy lập luận rằng Joe Biden chiến thắng nhờ ra lận bầu cử. Một số cố vấn của Trump đã nói với cựu tổng thống rằng việc thúc đẩy cáo buộc gian lận bầu cử như lời biện hộ cho vai trò của ông trong cuộc tấn công của đám đông vào đồi Capitol tháng trước là không khôn ngoan, có thể làm sói mòn sự ủng hộ vốn đã suy giảm của Đảng Cộng Hòa dành cho Trump. Thượng nghị sĩ Cộng hòa John Cornyn cảnh báo đội ngũ của Trump tránh khơi lại những cáo buộc về gian lận bầu cử đã bị bác bỏ. Tốt hơn hết là tập trung vào phản bác cáo buộc kích động bạo loạn mà Hạ viện đưa ra. Cornyn bình luận, Luật sư Scowen nói vào đầu tuần này rằng ông không có kế hoạch nêu cáo buộc ra lệnh bầu cử trong lời biện hộ. Nhiều nghị sĩ Cộng hòa tại Đội Capitol hy vọng đội bào chữa sử dụng lập luận rằng tổ chức phiên tòa luận tội cựu tổng thống là vi hiến. Những người thân cận với đội pháp lý của Trump cho biết đó sẽ là một điểm chính để họ bám vào. Cựu thẩm phán liên bang và luật gia bảo thủ Michael Luttig đã nhấn mạnh lập luận này trong bài xã luận trên Washington Post đăng ngày 12 tháng 1. Tuy nhiên một số học giả khác không đồng ý dẫn chứng việc Thượng viện từng xét xử một cựu qua trước. Để chuẩn bị cho phiên tòa, Thượng viện đã yêu cầu cả bên Trump lẫn bên công tố, các đảng viên dân chủ đại diện cho Hạ viện nêu rõ ràng trong bản tóm tắt liệu Donald Trump có phải chịu quyền tài phán của phiên tòa luận tội về những hành vi được thực hiện với tư cách Tổng thống Mỹ mặc dù nhiệm kỳ của ông ấy đã hết hay không. Các công tố viên cũng sẽ nộp lên Thượng viện tài liệu vạch ra lập luận của họ, cáo buộc Trump đã đưa ra những tuyên bố vô căn cứ về gian lận bầu cử, thúc giục người ủng hộ đến thủ đô Washington và sau đó trực tiếp kích động họ đối đầu với quốc hội khi họ đang họp ở đồi Capitol để chứng nhận việc ông thất cử. Tuy nhiên, luật sư Scoen cho biết, ông dự định tranh luận rằng ngôn ngữ của Trump trong bài phát biểu trước cuộc bạo loạn nên được hiểu theo nghĩa bóng và không cấu thành hành vi kích động bạo lực bây giờ có rất nhiều bằng chứng cho thấy cuộc bạo loạn được một số phần tử lên kế hoạch từ trước tôi nghĩ rằng mọi người đã vội vàng phán xét khi cáo buộc trump có tội scoen nói nhưng không phải tất cả cố vấn của cựu tổng thống đều tin tưởng rằng nên lập luận như vậy một số người nói rằng các luật sư không cần phải tranh luận về trọng tâm chính của điều khoản luận tội mà chỉ cần bám vào luận điểm rằng việc xét xử trump sau khi ông mã nhiệm là vi hiến Scowen cho biết, sau khi văn phòng của Trump công bố ông sẽ bảo chữa cho cựu tổng thống, ông bắt đầu nhận được những lá thư bày tỏ sự ghét bỏ và tin nhắn đe dọa. Nhưng ông không nào núng trước việc đó. Tôi đã có 36 năm kinh nghiệm làm luật sư dân quyền, đó là công việc của tôi. Các nghị sĩ đảng Dân Chủ tại Hạ Viện dự kiến thông báo sớm nhất vào ngày 2 tháng 2 về việc có gọi nhân chứng trong phiên tòa luận tội cựu tổng thống Donald Trump tuần tới. Tuy nhiên, thượng nghị sĩ Leon Ceraham, người chỉ ra không có nhân chứng nào được gọi đến trong cuộc luận tội tại Hạ viện, nói rằng nếu Đảng Dân chủ gọi một nhân chứng thì tốt hơn là họ nên sẵn sàng cho phiên tòa lâu dài. Chi tiết ra sau, mời quý vị cùng theo dõi. Nếu các ngài gây thêm rắc rối, chúng tôi sẽ muốn Cục Điều tra Liên bang FBI vào cuộc và cho chúng tôi biết cách mọi người lên kế hoạch trước cho cuộc tấn công này và điều gì đã xảy ra với lực lượng an ninh tại tòa nhà Quốc hội các ngài sẽ gây nguồn rắc rối nếu gọi một nhân chứng, Graham nói hôm mùng 1 tháng 2. Thượng viện với 50 nghị sĩ Cộng hòa và 50 nghị sĩ Dân chủ đang chuẩn bị cho phiên tòa luận tội Trump mà nhiều người Cộng hòa cho rằng sẽ không phục vụ mục đích nào khác ngoài việc chia rẽ đất nước hơn. Theo họ, đảng Dân chủ muốn ghi điểm chính trị và có được phát súng cuối cùng chống lại Trump. Trong khi đó, đảng Dân chủ nói rằng ông Trump cần phải chịu trách nhiệm về vụ bạo loạn chết người tại tòa nhà quốc hội tháng trước họ muốn kết tội Trump với tội danh kích động bạo loạn. David Cohen, một trong hai luật sư sẽ đại diện cho Trump hôm mùng 1 tháng 2 nói rằng các nghị sĩ dân chủ tại Thượng viện đã xác định rằng Trump có tội. Ông nói, quy trình này hoàn toàn vi hiến và đó là một con đường rất rất nguy hiểm đối với tu trình án thứ nhất, có nguy cơ gây rủi ro cho bất kỳ diễn giả chính trị nhiệt huyết nào cũng như chống lại mọi thứ mà chúng ta tin tưởng ở đất nước này. Các trợ lý của Trump cho biết họ dự định đưa ra lập luận đơn giản rằng phiên tòa vi hiến vì Trump không còn tại nhiệm. Phiên tòa dự kiến bắt đầu ngày 9 tháng 2 sẽ do Chủ tịch Thượng viện tạm quyền Temple Patrick Leahy chủ trì thay vì tránh án tòa án tối cao John Roberts. Thượng nghị sĩ Graham cũng chỉ trích Thượng nghị sĩ Dân chủ Dick Durbin về quyết định kêu gọi Thượng viện tổ chức viên điều trần xác nhận thẩm phán Merrick Garland một ngày trước khi cuộc luận tội Trump bắt đầu đảng dân chủ không thể ghi điểm chính trị trong một hành động chưa từng có trên vũ đài chính trị trong khi mặt khác đang củng cố khẳng định lớp vỏ của một chính phủ tốt. Graham nói. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để nhận được những thông tin thời sự mới nhất. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình tiếp theo.